Dạ sáng nay, gần 100 người trên hai chiếc xe khách đã hoảng loạn kêu cứu sau khi bị tai nạn tông xe liên hoàn trên đường vào bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Vào khoảng 5 giờ, xe dừng nằm mang biển kiểm soát 81B00298 chở hàng chục hành khách do tài xế Trần Mạnh Hưng quê Quảng Ngãi điều khiển lưu thông trên quốc lộ 13 hướng về bến xe miền Đông. Lúc vừa qua trạm cân Nhân Hòa, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, chiếc xe này đột ngột đâm vào giải phân cách bằng bê tông rồi húc gãy một biển báo giao thông. Cùng lúc, chiếc xe khách chạy phía sau mang biển kiểm soát 51B00637 đã không kịp xử lý rồi tiếp tục tông vào chiếc xe dừng nằm nói trên. Gần 100 hành khách trên hai chiếc xe hoảng loạn kêu cứu sau vụ va chạm liên hoàn, trong đó thì một số người bị thương nhẹ ở vùng đầu. Tại hiện trường, cả hai chiếc xe bị hư hỏng nặng, dính chặt vào nhau nằm chắn ngang một làn đường ô tô trên quốc lộ 13, một đoạn giải phân cách bằng bê tông bị cày nát. Đến 7 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã di rời hai phương tiện khỏi hiện trường để giải tỏa ùn tắc trên tuyến quốc lộ 13, đoạn qua khu vực này vào giờ cao điểm.